Họ là cái khóa 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 Live Pro ấy. Đây này. Úi dồi ôi, bây giờ còn không biết khóa đấy thì 5.000 bạn đăng ký rồi mà không không vào đi. Các bạn thấy không, nhanh có 2 tuần khai giảng thôi, có 5.000 bạn rồi. Đây. Vào một cái kêu sẵn sàng luôn, đấy là nội quy của lớp mình rồi. Sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu với nhau. Sẵn sàng. Và nhớ này, biết đáp án nhưng lại không comment. Nhưng lại không comment. Người ta gọi đấy là chảnh chó và ích kỷ. Khi ích kỷ như thế thì kiểu gì cũng trượt đại học. Nhớ chưa? Trượt đại học. Sởi lở ấy thì trời cho. Đấy, mình phải là người hào sảng game ạ. Nên đâm ra là các bạn nhớ là nhớ phải share lại buổi live stream nha, và comment đáp án nếu mà các bạn biết. Rồi. Bắt đầu kem ơi. Nguyễn Tiến Thành trúng rồi à? Chúc mừng Nguyễn Tiến Thành nhá. Rồi các bạn ơi, sẵn sàng rồi đúng không? Câu 1, bạn nào biết đáp án câu 1, comment thật nhanh. Đồ thị đây là đề năm 2020, mã đề 101 đề thi đại học năm vừa rồi luôn. Hình dạng đây là hình dạng của cái gì? Đây là hình dạng của hàm trùng phương có đúng không em? Hình cái mông đây rồi. Hình cái mông như này thì chắc chắn là hàm bậc 4, đúng không? Vậy bỏ ngay đáp án A và B. Mà nguyên tắc bên phải ngoài cùng cùng dấu với hệ số gì? Hệ số A. A các bạn phải nhỏ hơn không? Vậy đáp án cần chọn phải là C, A âm đây này. Thằng này là A dương, đúng không? Rồi. 1C, chính xác. 1C. Câu 2 đáp án gì các em ơi? Câu 2. Câu 2. Hai gì đây? Hàm số giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu? Nào, bây giờ comment câu này. Đây là đề năm 2020, mã đề 101 nhá. Những câu đầu tiên nó rất là dễ mà không làm được thì thôi. Thì thầy nói thật là mình không nên học. Mình nên đi làm. Làm cái gì cũng được. Đừng có học, phí á. Nào, câu 2 đáp án gì các em? Câu 2 đáp án gì đây? 2B à? Ừ. Đúng rồi, 2B nhá. 2B nhá, các bạn comment đúng rồi. Rồi, các bạn phải nghe nguyên tắc này. Giá trị cực tiểu là gì đây? Là y cực tiểu, chứ không phải x cực tiểu nhá. Nhiều bạn là giá trị cực tiểu lại chọn x bằng 3 chứ cha rồi. Phải là chọn -5, được chưa? Rồi, 2B. Câu 3, mấy câu đầu thì easy, chúng ta lấy nhanh nhá. Câu số 3. Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên khoảng từ âm vô cực đến dương cộng 3 như sau. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Đáp án A, hàm số nghịch biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cực. Đúng rồi. Đúng không? À, đây là đồng biến đúng không? Mà người bảo nghịch biến là sai rồi. B, hàm số đồng biến trên khoảng từ âm vô cực đến -2. -2 nè. À, đồng biến rồi nè. Được chưa nhỉ? Vậy câu 3 là đáp án B chuẩn luôn. Rồi, thầy đã thấy Phan cứng, Lê Phùng đúng. Rồi, xong. Câu số 4, đề thi Trung học Quốc gia năm 2020, mã đề 103. Hàm số f(x) trên R có bảng xét dấu f phẩy như sau. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là gì? Các bạn nghe, số điểm cực tiểu khi các bạn vẽ bảng biến thiên là thêm một hàng f(x) nữa để nhìn cho nó dễ cực tiểu nhá. Đi xuống này, đi lên này, đi xuống này, đi lên này. Đi lên hết luôn, đúng không? Thì các bạn thấy ở đây có mấy điểm cực tiểu? Có 2 điểm cực tiểu, đúng không? Vậy đáp án cần chọn là A. Rất nhiều bạn lại thấy thằng này không xác định, các bạn bảo là không phải cực tiểu là chết rồi. Tại sao người ta cho các bạn một câu là f(x) liên tục trên R, liên tục nó không bị gián đoạn. F phẩy không xác định kệ nó, chỉ cần f phẩy đổi dấu và f(x) vẫn xác định ở đây là được, vẫn là cực tiểu. Đáp án phải là A. Rất nhiều bạn chọn D. Vỡ mồm hết câu này, trượt luôn. Câu dễ này đã sai là trượt luôn. Nhớ chưa? Chết luôn chứ còn gì nữa. 4A nhá, toàn chọn 4D thôi. Buồn chưa? Một loạt các đồng chí sai. Đấy, các bạn cứ nghĩ là thằng này không xác định là không lấy được. Buồn nhở? Buồn không? Buồn không? Bạn nào mà đúng câu này các bạn comment một cái là ok. Có bạn nào mà sai thì comment là KO. Nào, xem bạn nào làm đúng câu này nào. Đúng câu này comment ok. Sai thì comment KO.
trượt luôn à? Trượt là hỏng rồi, là hỏng rồi. Câu số 5. Hàm số y bằng 2x trừ 1 chia cho x trừ 1 có bao nhiêu điểm cực trị? Thằng này làm gì có cực trị? Đáp án C luôn nhá. Hàm phân tích bậc 1 trên bậc 1 không có cực trị. À, nếu mai chưa đọc gì thì đừng đi ngủ nhờ câu này nhá. Rồi ok, tiếp tục. Ôi, sắp lên 6.000 bạn rồi các bạn ơi. 6.000 bạn rồi. Hôm nay đồng vui quá. Số ra điểm của đồ thị này là gì? Bạn nào vào sau nhớ trả học phí nhá. Học phí của lớp mình là 1 tim nhớ chưa? Xét giao điểm thì đã xét phương trình hoành độ giao điểm là x bình cộng 3x. Các bạn chỉ việc cho vào đó bằng x mũ 3 trừ đi x bình thôi. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ thấy ngay là đều có trừ x bình thì rút gọn hai vế. Xong chưa? Rồi, đến đoạn này sẽ nhiều đứa đi rút gọn x đi nhá. Trời ơi, không được rút gọn như thế đâu. Các bạn cho ra một vế cho thầy là x mũ 3 trừ 3x là bằng 0. Vậy tương đương thầy nhóm x nhân tử chung là còn x bình trừ 3 thôi. Bằng 0. Các bạn ra ở đây x bằng 0 hoặc x bình bằng 3. Tức là x các bạn sẽ bằng cộng trừ căn 3. Vậy tổng cộng đấy là chúng ta sẽ có 3 nghiệm. Đáp án D nhá. 6D. Easy. Hello các bạn, tròn 6.000 rồi. 6.000 bạn đang xem rồi. Tuyệt vời quá. Rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi. Và chúc mừng bạn nào lúc nãy comment được số 413 nhá, là các bạn được tặng cái khóa like của đấy, được trị giá 3.6 triệu rồi đấy. Và bạn nào mà hiện tại là nếu như mà còn chưa đăng ký cái khóa Live Pro trong nhóm kín học tổng ôn và luyện đề, tổng cộng là 7 mấy 8 mấy buổi gì đấy. Đó, thì không nhớ chính xác con số nhưng mà tầm 70 đến 80 buổi. Thì các bạn inbox riêng cho thầy. Đó, phun hết các dạng cho các bạn và các công thức giải nhanh, không giấu các bạn dạng nào cả. Không giấu một dạng nào cả, không giấu một kỹ thuật nào cả. Trong nhóm kín, hiện tại trong tháng 10, tháng 10 nhá, đang được giảm giá 75%. Đó, từ 3.6 triệu. Được chưa? 3.600.000 đồng. Các bạn chỉ còn 900.000 đồng thôi. Nhá, 900k thôi, rất là dễ, rất là rẻ. Đó, thì các bạn nào mà muốn đăng ký, các bạn inbox cho thầy ở trực tiếp ở trên fanpage Toán Thầy Đạt. Nhớ nhá, Toán Thầy Đạt. Chuyên lý thi đại học 10, 11, 12. Hoặc là các bạn thấy ở ngay trên phần caption ấy, nó có một cái link đăng ký ấy. Link đăng ký cái khóa Live Pro ấy, các bạn click vào cái link đấy là xong, là đăng điền thông tin vào đấy là được nhá. Hết tháng 10 thầy sẽ quay trở lại tăng giá như bình thường. Nào, tiếp tục. Câu số 7. Phát biểu nào sẽ đúng? Hàm số đạt cực đại tại bằng 2. Đạt cực đại tại bằng 2, chính xác rồi, đúng không? Đúng. Đúng rồi, đúng không? Hàm số 3 cực tiểu là sai rồi. Đạt cực tiểu tại bằng 0. Giá trị cực tiểu bằng 0 là sai rồi, x cực tiểu bằng 0 cơ. Được chưa nhỉ? Rồi, đáp án cần chọn là A, không có khó khăn gì cả. Rồi. Câu số 8, mã đề 2020. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là 3, 4 và 5. Thể tích của khối hộp chữ nhật là gì? Thầy cho các bạn công thức thể tích của khối hộp chữ nhật nhá. Là chiều cao nhân cả diện tích đáy, đúng không? Thì chiều cao của nó ấy, kích thước coi như là 3 đi. Diện đáy là hình chữ nhật, là lấy hai cạnh nhân với nhau nhân 4 nhân 5 thôi. Được chưa? Kết quả là 60. Vậy đáp án cần chọn là A đi. Có bị nhanh quá không kem ơi? Thầy ơi, có được giảm bộ sách đi kèm không ạ? Linh Anh. À, đúng rồi. Nói thêm nhá. Khi mà các bạn đăng ký cái khóa live, thứ nhất là các bạn được giảm từ 3.6 triệu trong tháng này thôi nhá, còn 900.000, không các bạn về sau lại thắc mắc. Đó. Thứ hai là nếu như các bạn mà sở hữu thêm cả combo sách nữa. Combo bộ sách có cùng 7 cuốn chuyên đề của thầy. Đó, 7 cuốn chuyên đề. Thì 7 cuốn chuyên đề này các bạn nếu mà mua combo bình thường nó là 949.000. Thì các bạn nào mà đã sở hữu khóa live rồi, các bạn không phải bỏ ra 949.000 nữa, các bạn chỉ bỏ thêm có 700.000 nữa thôi nhá, là các bạn được sở hữu cả hai thứ, được chưa? Nói thế cho nó vuông, cứ inbox riêng cho Facebook của thầy hoặc là fanpage của thầy là được. Đấy, hoặc là các bạn cứ đăng ký khóa live xong có các chị gọi điện thì các bạn bảo đăng ký thêm là được thôi. Nào, ví dụ số 9. Đề chung của quốc gia, mã đề 102, toàn đề các bạn thấy không? Toàn đề 2020. Rất là sát chương trình rồi, sát bộ giáo dục rồi, sát các sở luôn. Đấy là b bằng 3, chiều cao là 2, thế thì khối chóp là gì? Quá đơn giản.
chiều cao nhân diện tích đáy. Chiều cao của em là bằng 2, diện tích đáy là bằng 3. Kết quả là bằng số 2 thôi. Đáp án C nhá. C xong. Rồi. Các bạn thấy nhanh à? Bạn nào mà thấy nhanh các bạn comment là nhanh nhá. Còn bạn nào thấy bình thường comment là bình thường nhá, để thầy còn điều tiết lại tốc độ, bởi vì nhiều bạn là học nó chưa được tốt lắm. Thầy sẽ nói chậm hơn một chút. Các bạn thấy nhanh hay bình thường? Nhanh thì các bạn comment nhanh, mà bình thường comment là bờ tờ bình thường. Có thấy nhanh không? Hơi nhanh à? Ok, bình thường à? Ôi trời, nhiều bạn thôi rồi. Nào, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng 5 trên x trừ 1 là đường thẳng có phương trình là gì? Câu số 10 các bạn nghe. Khi mà các bạn gặp ấy, gặp nhá, một hàm fx, nó là hàm phân thức px trên qx, mà các bạn gặp thế bậc tử mà nhỏ hơn bậc mẫu ấy, chắc chắn một điều, thầy chắc chắn khẳng định với các bạn luôn là tiệm cận ngang của con này là luôn luôn có y bằng không, nhớ chưa? Dựa trên lim thôi. Thì bây giờ các bạn thấy bậc tử làm gì có x, là x mũ không đấy, để x mũ một ông em, tử nhỏ hơn mẫu rồi, chắc chắn tiệm cận ngang y bằng không. Ok nhờ, ok chưa? Rồi xong câu 11 nào. Gọi x1 là điểm cực đại, x2 là điểm cực tiểu của hàm số này, tính x1 cộng 2x2. Nào, cực đại cực tiểu các bạn đi đạo hàm với thầy thôi. Y phải. Hàm số này nhé, thầy đạo hàm, chứa x mũ 3 đạo hàm là trừ 3x bình phương cộng 3 đúng không? Thế cho đạo hàm bằng 0 luôn nhá. Các bạn sẽ có hai nghiệm là x bằng cộng trừ 1 này. Nhẩm phát là ra luôn. Bảng biến thiên. X, y phải và y. À, các bạn điểm vào đây thôi, trừ 1 và 1, dương vô cực này. Âm vô cực, hai nghiệm này là 0 0. Xét dấu này, hệ số A em nhìn ngay nó là trừ 3 đúng không? Trong trái là dương, ngoài cùng là âm, đi đi xuống, đi lên và đi xuống. Vậy ở đây mình nhìn ra cái điểm x1 ấy, nó là điểm cực đại đúng không em? Là điểm cực đại. Cực đại là x bằng 1 cơ, đây là 1 rồi, cộng 2 lần x2. x2 là điểm cực tiểu, cực tiểu là trừ 1. Kết quả các bạn sẽ cộng nhau là âm 1 thôi. Đáp án cần chọn là gì? Là C. Được chưa nhỉ? Là C nhá. Mấy câu này thì đơn giản. Các bạn đã rõ chưa? Ok chưa? Rồi nhá. Câu 12 nào. Lại đố thầy giảng nhanh hơn đấy. 12. 12 cho thầy xin đáp án câu 12. Câu 12. Nếu mà làm được câu 12 là em đã nắm chắc được, là đã nắm chắc được 3 điểm trong đề thi đại học rồi nha. 3 điểm trong đề thi đại học. Đấy, 3 điểm rồi. Em là một chú chim non rồi, em chưa phải làm đại bàng nhưng em đã là một chú chim non. Đấy, em là một chú chim non nha. Rồi. Đáp án gì đây? Câu 12 đáp án gì? 12 thì rất là dễ. Ôi, bạn thì bảo nhanh, bạn thì bảo chậm. Thôi thầy cứ giảng theo tốc độ mà thầy thấy nó hợp lý nhá. Thế đây em nhìn này. Đồ thị đây, đồ thị của hàm fx, mà nó cho các bạn là 2fx cộng 3 bằng 0, đúng không? Thì em nhìn cho thầy là fx của mình ấy, trên chuyển vế sang, chuyển 3 sang là trừ 3 rồi, chỉ cho 2 thôi, là trừ 3 phần 2 chưa? Em nhìn trừ 3 phần 2 ấy, là nó là trừ 1,5. Đây là trừ 1, trừ 1,5 nằm ở giữa, đúng không? Ồ, em thấy nó cắt tại mấy điểm? 1, 2, 3, 4 điểm. Thế là xong rồi, đúng không? Đây này, y bằng 3 trừ 3 phần 2 và y bằng fx khác nhau tại 4 điểm. Vậy đáp án cần chọn phải là A. Nhớ nhá. Hà đậu bé nhỏ là cái gì? Rồi, tiếp tục nào, 12A nhá. 13 nào, giá trị lớn nhất của hàm này trên đoạn từ trừ 2 đến 3 là bằng bao nhiêu? Lớn nhất đúng không? Table thôi. Nào, table thôi.
Table mà quét đúng không? 17 ở menu 8. Thì menu 8 này nhập vào hàm số cho thầy là x mũ 4 trừ đi 4x bình phương cộng 5 thôi. Được chưa? Thì đã table ấy, em phải nhớ nguyên tắc start của chúng ta. Start bên nào nhỉ? Start. Bắt đầu này, từ trừ 2. N của mình là bằng số 3. Step của mình là N. Lấy kết quả N này, trừ start là trừ đi 2 này. Các bạn chia cho 20 cho thầy thôi, đúng công thức mà làm nhá. Trừ 2, 3, 3 cộng 2 chia 20. Rồi, mình nhìn xem cái mắc của nó. Mắc của nó thầy thấy ở đây nó to nhất là bằng 50 đúng không? Đáp án cần chọn là A. Các thầy 50 to nhất chưa? Xong nhá. À nó bị chói quá à. Thì thầy giảm độ sáng xuống một chút nhá. Rồi, các bạn thấy nó đỡ đỡ chói chưa? Rồi. À nhá. Câu 14 nào. 14 nào. Cho lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy có thể tích là bằng 18. M và N là trung điểm của A A phẩy và B B phẩy, thì thể tích của khối CNM A phẩy B phẩy C phẩy. Ok, cái này thầy sẽ dạy các bạn một cái công thức giải nhanh để làm câu này. Nhanh, hay hay một tí. Hay hay. Anh mượn cái quyển hình không gian. Hay hay. Nào các bạn cùng nhìn thầy vẽ ra. Lăng trụ nha. Vẽ đã xong thầy dạy các bạn công thức hay hay. ABC. Lăng trụ này, được chưa? Cứ vẽ lăng trụ đứng đi. Cũng được. A phẩy, B phẩy, C phẩy. MN là trung điểm của thằng này. N đây. Và người ta bắt các bạn tính thể tích của cái khối CMN. Đúng không? AB phẩy C phẩy. Các bạn nhìn cái công thức hay hay nhá. Các bạn nào đã có cái cuốn chinh phục hình không gian từ A đến Z. Được chưa? Thì các bạn mở cái cuốn này ra. Các bạn mở cái cuốn này ra. Mở cuốn này ra thầy. Ở đây là cái phần tỉ số thể tích. Đây, thì cho các bạn công thức giải nhanh luôn. Công thức giải nhanh. Đây, chính nó. Các bạn nhìn này, nó là công thức gì đây? Lấy ba cạnh bên của khối lăng trụ ở trên nhá, cộng với nhau chia ra ba đằng cạnh bên là ra quy đồng V lên là xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có V. Thì gọi là cái V cần tìm nhá. Là cái V thằng này này, chia cho V của cái ABCD. ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Công thức nhá, nhìn công thức hay hay này. Lấy ba cạnh bên cộng với nhau thôi thầy. Là lấy AM cộng với cả B phẩy N cộng cả C phẩy C đúng không? Chia cho ba lần cạnh bên là chia cho ba A phẩy. Thì AM các bạn nhìn nó bằng một nửa A phẩy thôi. BN các bạn cũng bằng một nửa A phẩy trung điểm mà. Thằng kia C phẩy bằng A phẩy luôn. Chia cho ba lần A phẩy. Đúng không? Thì bây giờ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 là 1. 1 cộng 1 là bằng 2. 2 mà chia cho 3 là 2 phần 3 thôi. Và suy ra V phẩy sẽ bằng 2 phần 3. Quy đồng thằng này lên trên là 2 phần 3 của cả cái V ABC. A phẩy B phẩy C phẩy. Mà cái V này nó bằng đề bài cho là một số 18. Vậy là 2 x 18 chia cho 3. Đúng không? 6 x 2 là 12. Đáp án cần chọn là gì? À, cực kỳ nhanh gọn. Cực kỳ nhanh gọn. Các bạn thấy công thức này có hay không? Nó bị tối quá, đợi thầy một tí nhá. Để nó hơi tối tối này. Các bạn là chưa có tiền đóng tiền điện, các bạn thông cảm. Nên nó hơi tối một tí nhá. Chưa bữa nào thầy có nhiều tiền thầy sẽ đóng tiền điện thì nó sẽ sáng hơn. Nhá. Ok chưa?
Rồi. Xong. Lương thầy có 7-8 triệu đâu các bạn, toàn chém gió linh tinh. Này nhá, đừng có vu khống linh tinh, lương thầy không bao giờ được 7-8 triệu. Lương thầy là được 2-3 triệu thôi. Còn không đủ tiền đóng tiền điện. Các bạn cứ chém gió. Nào, cho khối hộp chữ nhật ABCD. Chém gió thế làm sao mà có người yêu được. Bây giờ tình yêu nó phải thật thà chứ. Bọn mày, linh tinh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có nhá. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Tỷ số thể tích của cái khối A phẩy ABC. A phẩy ABC. Rồi. Là gì? Ui, dễ ở à. Cho so với thằng này. Cái này dễ quá. Các bạn nhìn này. Thứ nhất ý, là cái khối này ý, cái chiều cao của nó có bằng cái khối ban đầu không? Có đúng không? Chiều cao của lăng trụ của chúng ta ấy. Đây, V của cái khối này thì gọi là V1 đi. Chia cho V của lăng trụ. Lăng trụ đây. Thì V của thằng này là 1 phần 3 chiều cao. Nhân diện tích đáy. Đáy của cái hình lăng trụ này này. Nó gấp đôi đáy của hình chóp này. Đúng không? Là diện tích đáy. Ở đây là 1 phần 2 đáy của lăng trụ. Đáy lăng trụ. Thì ở đây thể tích lăng trụ là 1 phần mấy em? À, chiều cao thôi nhân diện tích đáy của lăng trụ. Thì H với H rút gọn. Đáy với đáy rút gọn. Kết quả là 1 phần mấy thôi? 1 phần 6 thôi. Đáp án cần chọn là B nhá. Cực kỳ đơn giản. Thôi xong rồi. Không nghỉ tính tính chết rồi các em ơi. Nó tiện mở tít này. Ấy chà chà. Đấy. Nghèo nó khổ thế đấy. Rồi các bạn thấy nó sáng sủa hơn chưa? Sáng sủa hơn chưa? Rồi xong. Đẹp ngay. Ừ, lại đem như Ngọc Trinh. 16. Cho hình hộp ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Tắt luôn cái đèn này. Tốn điện. Được chưa? Rồi. Xong. Rồi các bạn nghe này. Cho hình hộp ABCD A phẩy B phẩy C phẩy có thể tích là V. Gọi V1 là thể tích của khối tứ diện. Đó, khối tứ diện. Này, các bạn nghe nhá. Thầy dạy các bạn một công thức giải nhanh, có muốn nghe công thức giải nhanh không? Bạn nào muốn nghe công thức giải nhanh ấy của những cái dạng mà tỷ số kiểu này, các bạn comment có cho thầy. Có một cái, xem nào, thầy dạy các bạn một loạt các công thức giải nhanh luôn. Đi thì cứ thêm áp vào, chẳng cần phải vẽ hình luôn cơ. Đúng không? Lần đầu tiên thầy dạy thì thầy sẽ nói cho các bạn cái phần vẽ hình nhá. Nào, đây là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, A, B, C, D. Khối này là khối AC, B phẩy, D phẩy. Rồi, một khối nhìn rất khó chịu luôn. Rất khó chịu luôn. Nào, có thì comment là chữ có cho thầy. Nha. Có thì comment là một chữ có. Nào. Có không? Có không? Rồi, bây giờ hình chậm rồi á? Hay là hình thì để sau? Hình thì để sau nhá. Bí mật nhá. Cái này bí mật nhá. Bí mật nhá, cuối buổi live nhá. Buổi live nhá. Thầy sẽ bật bí cho các em công thức giải nhanh những bài này này. Bài này này, bài trước đấy này và hàng loạt các bài khác. Được chưa? Đây bài này này, cho các bạn xem luôn các công thức giải nhanh, nhìn nó sẽ như thế nào nha. Tí nữa cuối buổi live bật mí cho các bạn hết tất cả công thức giải nhanh của hình chóp lăng trụ của đấy, cứ thế mà quá thôi nha. Lần lượt á. Mười bảy. Cho hàm số y bằng fx
xác định và liên tục trên đoạn từ 0 đến 7/2 có đồ thị y bằng f x như hình vẽ. Được chưa? Rồi, đây thầy để bảo thầy trợ lý của thầy in một cái đề tỷ số cho các bạn xem. Hằng ơi, in cho anh cái file đề tỷ số chóp với cả tỷ số lăng trụ ra cho anh. Cái phần lý thuyết ấy để thầy cho các bạn là đang xem live stream rồi xem các công thức giải nhanh. Để trên lớp luôn, để trên lớp của thầy luôn nhá. Để trong khóa tổng ôn thì các bạn sẽ được học tất cả những phương pháp này. Được chưa nhỉ? Không giấu gì các bạn cả. Trong khóa được học hết thì thầy cho các bạn xem một loạt các công thức luôn. Đấy. Đợi tí, thầy cho các bạn xem hết luôn. Bây giờ ngồi ghi ra thì hơi lười. Đấy, thì bây giờ in ra cho các bạn chụp ảnh cho nhanh. Nào, bây giờ câu 17. Giá trị đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn này tại điểm x0, nó là điểm nào các em? 0 đến 7/2 đúng không? 0 đây, 7/2 là 3.5. Giá trị nhỏ nhất là cái điểm thấp nhất thôi. Điểm này là điểm gì? X bằng mấy? X bằng 0 đúng không? Đáp án C. Không có gì khó khăn câu này cả. Xong. X bằng 0 các bạn thấy thấp nhất không? Thấp nhất là nhỏ nhất, cao nhất là thằng này này. Đúng không? Là 3.5. Quá dễ. Thuộc kinh nhiệt tình thì khóa live thì các bạn cứ cứ nhìn ở trên phần caption đấy nhá. Là nó có cái khóa live cho các em rồi đấy. Link đăng ký khóa live. 18 nào, cho thầy xin đáp án câu 18. 18 quá dễ. 18 đã quá dễ luôn. Sao sẽ qua rồi mà xem vẫn cuốn thế á? Tại vì em đang yêu thầy rồi thì nó mới thế đấy. 18 thì đã 18 dễ lắm. 18 dễ lắm, lắm luôn. Đúng rồi, 18D nhá. Tốt. Hàm trùng phương rồi. Xong, không phải nghĩ ngợi. Phục vụ sách đang được giảm giá 50% nhá. Đang được giảm 50%. Hiện tại là chỉ còn chia ra được hơn 100.000 một cuốn thôi nhá. Các bạn có thể vào trang sách toán thầy đạt.com để các bạn đặt. Đang là giảm 50% đấy. Hơn 100.000 một cuốn thôi. Và sau đó các bạn mua lẻ. Rồi, 19. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 6x bình cộng 9x có đồ thị hình 1 và hình 2. Là đồ thị của hàm số nào? Đây rồi. Lăng trụ đâu? Lăng trụ đâu? In cả lăng trụ nữa. Đây, các bạn thấy không? Phun luôn. Phun công thức luôn. Thấy phun công thức chưa? Lát nữa thầy bật mí cho các bạn hết công thức này nhá. Lát thầy đọc bật mí cho các bạn hết công thức này nhá. Đây là trên lớp off, file này lớp off của thầy. Và trên cái khóa live cho các bạn ở xa thì các bạn cũng được nhận hết những cái công thức này thôi. Đấy, phun công thức, các bạn thấy không? Rồi, tí nữa nhá. Tí nữa cuối giờ nhá. Giảng riêng cho. Cái gì? Mười bảy á? Mười bảy làm sao em? Tại điểm x0 nào dưới đây mà? Tại điểm x0 nào dưới đây? Trên đoạn từ 0 đến 7/2. 0 đến 7/2 em nhìn thấy không? 0 đến 7/2. Đúng không? 0 đến 7/2. Thì ở đây cái giá trị nhỏ nhất đúng không? Liên tục mà. À xin lỗi các em. Ôi, lúc nãy là che mất cái phần này thầy không nhìn ra. Xin lỗi các em nhá. Xin lỗi bởi vì lúc nãy là đề thầy để nó bị che. Ở đây, đây là đồ thị gì? À, đây là đồ thị f(x). À đồ nó hình bị che, lúc nãy thầy che mất như này. Ok, cái này là lỗi của thầy, thầy che mất đề của các bạn nhá. Ừ, thầy che mất đề, lúc nãy là để như này, đúng không? Rồi thầy ghi lại chỗ này là đồ thị y bằng f(x) bởi vì nó không hiện hết cái đề trên này. Đó, ok nhá. Rồi đồ thị f' thì các bạn lập ra lại thôi. Nào nhìn nhá. X này. F'x này và đây là f(x) đúng không? Rồi, ok. Rồi, âm vô cực này, dương vô cực. Lỗi không nhìn thấy. Ở đây các bạn có một nghiệm duy nhất thôi. F' có một nghiệm duy nhất là x bằng 3 thôi các em ạ. Chúng ta chỉ lấy nghiệm đơn thôi, còn cái nghiệm này nghiệm cũng là nghiệm nhưng là nghiệm kép, các bạn đừng có lấy vào nhá. Thì từ 3 cho đến dương vô cực, các bạn nhìn cái y phẩy nằm ở phía trên nô x không? Là y phẩy đang dương. Còn từ 0 đến 3 thì nó đã bị âm rồi. Y phẩy nằm ở dưới trục ô x, chỗ này hết là bị âm. Được chưa? À thầy thử các bạn đấy. Đi xuống này, đi lên. Ở đây là chúng ta đi từ 0 đến 7/2. Đúng không? Rồi. Xong.
Được chưa? Vậy thì nhỏ nhất là tại x bằng mấy? X bằng 3, đúng không? Đáp án D. Rồi. Xong. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã nhắc nhá. Đấy, các bạn không nhắc thì có khi lại có thằng bảo là đấy không bóc phốt chết cha. Tại là do lúc nãy là che đề, các bạn thấy không? Thấy che này thì các bạn không nhìn ra được, thầy đang nhìn trên trên cam mà. Nên đây chỗ này là không để ý thằng F phẩy che mất cam, hình nó phóng to quá. Rồi, cảm ơn nhá, ai nhắc nhở nhá. Câu 19 này. Câu 19 này. Các bạn thấy mic bị rè không? Đúng rồi, mic nó sẽ hơi rè một tí bởi vì thầy chưa đủ tiền mua mic. Câu 19. 19, các bạn có muốn thầy dạy các bạn cái mẹo nhận diện các đồ thị ám số không? Mẹo nhận diện bằng Casio. Nhận diện đồ thị ám số bằng Casio. Casio. Rồi, các bạn nào mà muốn nhận cái mẹo Casio này rất đơn giản, các bạn comment là thầy Đạt không béo. Thầy Đạt không béo, thầy dạy các bạn nhận diện đồ thị kể cả những hàm trị đối khó bằng Casio, thầy Đạt không béo nha. Bọn mày đừng có trêu thầy béo nữa. Bây giờ các bạn phải lấy lại công bằng vào thầy, comment là thầy Đạt không béo đi. Comment là thầy Đạt không béo đi nhá. Nó to nó bị rẻ. Chứ mai mua cái dây mic mới đi. Hết hết nhỏ chưa? Hay nhỏ chưa? Đúng rồi, các bạn phải comment là thầy Đạt không béo. Đúng không? Chứ cứ đi chê thầy là thầy Đạt béo là không được rồi. Rồi. Nghe nhá. Thứ nhất này, thầy nói bản chất trước đã. Đồ thị 1 và đồ thị 2 là của hàm số nào? 1 sang 2 đúng không? Đây là thằng 1, đây là thằng 2. Các bạn thấy không? Nó bỏ cái phần âm đi. Đây là đối xứng cái phần âm sang. Đối xứng sang như này thì nó là từ fx nó chuyển sang f trị tuyệt đối của x, được chưa? Thì các bạn thay hết chữ x bằng chữ trị đối thì bạn nào nhìn nhanh thì nó là thằng này này. Bình phương thì không cần trị đối cũng được. Trừ 6x bình cộng 9 trị đối của x thôi nhá. Thì đáp án cần chọn nó là đáp án D. Được chưa nhỉ? Nếu mà làm tự luận nhìn phát ra luôn. Còn bấm máy tính thì làm như nào? Các bạn nhìn bấm máy tính này. Các bạn rất đơn giản, các em nhập từng đáp án vào cho thầy, thậm chí không quan tâm cái hàm bên cạnh là hàm gì luôn. Đáp án đầu tiên nhá, nhập thử nhá. Trừ x mũ 3 cộng 6x bình trừ 9x. Các bạn chỉ việc can các cái điểm mà cái hàm số này đi qua. Thứ nhất là đi qua điểm x bằng 3, xem y bằng 0 hay không. À không rồi, can trừ 3. Nó ra 108, trừ 3 phải bằng 0 các bạn thấy không? Nằm trên ô x mà. Vậy đáp án A sai. Đáp án B nào? B nó là trị tuyệt đối. Cách bấm trị đối các bạn ấn Shift với cả nút ABS ở chỗ này thôi. Nó mở một đơn này, nó ra trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng với cả 6 trị tuyệt đối của x bình phương cộng 9 trị đối của x. Xong. Đúng không? Ấn can thôi. Can thôi. Can 3 một cái. 108 sai thôi, 3 phải bằng số 0 cơ mà. Thấy không? Vậy thằng này sai. Đáp án C nào? Trị tuyệt đối của cả cái hàm này là x mũ 3 trừ 6x bình cộng 9x. Can. Can 3 một cái nhá. A bằng 0 này, can 1 một cái nhá. Bằng 4 này, chuẩn cho là can trừ 1 một cái nhá. Nó bằng 16 cơ, trừ 1 cũng phải bằng 4 cơ mà. Mà đây trừ 1 bảo 16 là sai rồi. Vậy chọn mỗi đáp án D thôi, hết bài. Can phát là xong. Nhá. Còn 570 ấn ấn ý, thì nó có chữ hip ý. Trên máy tính có chữ hip ý. Ấn ship và hip ở đây. Ở đây có máy 570 không anh mượn cái. Tự luận là nhanh hơn. Đúng không? Tự luận nhanh hơn nhiều. Đây 570 này. Cái nút hip nó nằm đây này. Ship và hip. Hip trên dấu mẫu đơn ấy là ra trị đối. Nhá. Hip. Ok. Rồi. Xong. Nhìn tất nhiên là nhanh hơn rồi. Câu 20 nào? 20. Hàm số này có đồ thị ABCD lần lượt là gì? ABC lần lượt là gì? Câu 20. Nào, chúng ta cùng nhìn cách nhìn ABC nhá. AX cộng 2 chia C cộng B có đồ thị hình vẽ giá trị ABC lần lượt là gì? Thứ nhất, các bạn muốn tìm được các cái điểm này, các bạn hãy tìm giúp thầy cái tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và các giao điểm. Được chưa? Giao điểm với OX và OY. Thì bây giờ
tiệm vận đứng của chúng ta thấy ngay là ở đây là mình có tiệm vận đứng của con này là x bằng 2 rồi, đúng không? Tiệm vận đứng ở đây mình có đó là nghiệm ở dưới mẫu. Nghiệm ở dưới mẫu các bạn có là x bằng trừ b trên c. Đó, nó bằng số mấy? Bằng số 2 này. Tiệm vận ngang các bạn nhìn bậc tử bậc mẫu nó chính là a trên c, đúng không? A trên c. Tiệm ngang nó bằng số mấy đây em? À số 1, đúng không? Số 1. Được chưa? Rồi, giao điểm với cả trục OX nhá, cắt OX. Thì các bạn thấy cái điểm này này là x bằng bao nhiêu? Trừ 2 thì y nó bằng 0. X bằng trừ 2 y bằng 0. 0 này bằng này a nhân cả trừ 2 đúng không, cộng 2 chia cho c nhân cả trừ 2 cộng b. Đấy, x bằng trừ 2 thì y nó bằng số 0. Thì ở đây các bạn sẽ có a của chúng ta sẽ bằng, chuyển vế sang cho thầy là 2a bằng 2 là a bằng số 1. Có a rồi các bạn thay ngược vào đây để các bạn ra được c thôi. A bằng 1, c cũng bằng 1 luôn. C bằng 1 thì các bạn ra b thôi. 1 nhân vào đây là b bằng trừ 2 nhá. Vậy thì ABC lần lượt là 1, 1 và trừ 2. Được chưa nhỉ? 1, 1 và trừ 2. À 1, trừ 2 và 1. Đáp án D nhá. Được chưa? Đáp án D nhá. Easy đúng không? Easy game. Đấy, hoặc các bạn thích thì thử đáp án cho nó nhanh nhá. Đáp án cho nhanh. Ôi nhiều bạn, bây giờ đang nhiều bạn inbox quá. Inbox cái khóa Live Pro thầy giới thiệu qua cho các bạn lại một chút vậy. Các bạn băn khoăn nhiều thì thầy đấy nhá, khóa Live Pro này, thứ nhất cái khóa này ấy, hiện tại đang được giảm tổng ôm lượng đề, đang giảm 3.600.000 còn 900.000 thôi. 3 in 1, khóa này là 3 in 1. Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái nhóm luyện đề trị giá 1.8 triệu này, học đến hết năm, tổng ôn cũng 1.8 triệu, học hết năm luôn. Được chưa? App thi thử độc quyền, các bạn được làm bài tập trên này, có video chưa, có đáp án chi tiết cho các bạn và hệ thống so sánh điểm với các bạn khác trong cả khóa. Đấy, ưu đãi chỉ trong tháng này thôi nhá. Rồi, các bạn sẽ phù hợp với mọi đối tượng, kể cả những bạn đã mất gốc luôn. Mục tiêu trong khóa là từ 7 đến 10 điểm đại học. Trải nghiệm đề trực tiếp. Được chưa? Và được định hướng toàn bộ phương pháp công thức chi tiết. Nhá, và tất cả đều được hỗ trợ giải bằng cả 570 và 580 chi tiết đến từng nút bấm vào màn hình. Đó, thì ở trong khóa tổng ôn là có 50 buổi. Khóa luyện đề là có 24 buổi. Nhá. Đó, thời gian học trong này có rồi, thì các bạn nào mà lỡ có bị bận, các bạn có thể xem lại sau cũng được. Mức độ từ cơ bản nâng cao và tất cả những phương pháp là phương pháp đúc kết nhất, dài nhanh nhất mà thầy đúc kết xong rồi, các bạn chỉ việc làm theo thôi. Đó, hình thức qua live stream trao đổi với thầy trực tiếp và có app đi kèm. Được chưa nhỉ? Có app đi kèm nhá. Và ở đây các bạn trong khóa này được tặng cả khóa học hình không gian, lấy gốc không gian và sách lấy gốc luôn. Cả app này và một ngân hàng câu hỏi 2021 được cập nhật từ giờ đến hết năm. Các bạn đăng ký trên này nhá. Đấy, để có bạn Thiện năm ngoái cũng học khóa Live Pro, bạn được 10 điểm toán trong kỳ thi vừa rồi. Chưa nhỉ? Để bạn Đức học cũng học sinh phòng khóa tổng ôn và luyện đề luôn. Được 9,8. Đó. Rất nhiều các bạn học sinh khác đã trải nghiệm rồi. Thì thôi không cần phải quảng cáo nhiều nhá. Đấy các bạn đăng ký có cái link ở trên phần caption ấy, các bạn ấn vào là xong. Rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Không học thì hơi phí. Đăng ký các bạn cứ cứ nhìn ở trên phần caption của thầy ấy, có cái link đấy vào hẳn trang sách toán thầy Đạt, à xin lỗi là toán thầy Đạt của thầy ấy, inbox cho thầy hoặc là vào Facebook Đạt Nguyễn Tiến. Nhiều bạn chưa biết cái Facebook của thầy đúng không? Các bạn search Nguyễn Tiến Đạt ra là xong. Inbox cho thầy, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nhá. Rồi. Thầy cũng phải có cơm nhá, ước gì thầy live free. Đúng là điều ước thôi các em ạ, nó chỉ là điều ước thôi. Thầy vẫn live free các bạn mà, rất nhiều kênh YouTube này Facebook này free mà. Nào bây giờ câu hai có hai điểm cửa trị, các bạn nhớ hàm bậc ba hai cửa trị khi nào không? Hàm bậc ba bằng hai cửa trị khi mà y phẩy bằng không ấy, nó có mấy nghiệm em? Hai nghiệm đúng không? Y phẩy của chúng ta bằng 3x bình này cộng 2x trừ đi 2m cộng 1 bằng không, có hai điểm cửa trị tức là có hai nghiệm. Có hai nghiệm rất đơn giản thôi, đó là delta của thằng y phẩy phải lớn hơn không nhá, delta của y phẩy phải lớn hơn không, tương đương delta phẩy cho nhanh b phẩy là còn một thôi trừ ac trừ cộng luôn nhá, 2m cộng 1 tương đương thầy có 1 này cộng 6m cộng 3 lớn hơn không, tương đương thầy có m sẽ lớn hơn trừ 4 phần 6, tức là m các bạn sẽ lớn hơn bao nhiêu? Trừ 2 phần 3. Được chưa? Đáp án này. Rồi, xong.
Xong nhá. Ok chưa? Ok. Nào, câu 22 là một câu hình này. Câu hình. Câu hình nào cho hình chóp SABC có đáy làm hình thoi, cạnh A nhỏ. Hình thoi này, cái kinh nghiệm ra đề luôn luôn các bạn đọc nhiều hình thoi rồi. Đề thi đại học nó cho thường cho các bạn góc 60 độ hoặc góc 120 độ. Tam giác SAC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Ok, đều đúng không? Đều thì tâm của nó ấy, nó như đấy, hạ xuống đây. Đều ấy, cái đường cao của nó sẽ là đường cao của mặt bên đấy luôn. Rồi. Đúng không? Đấy, chọc đều đúng không? Thể tích của khối này là gì? Thì các bạn thấy ngay cái tam giác ABC của chúng ta ấy. Em nhận ra ấy, là mình đang có AB bằng BC rồi, bởi vì đây là hình thoi hai cạnh này bằng nhau. Đồng thời mình có cái góc B này này, nó bằng 6 sọi. Khi 6 sọi ấy, thì tam giác này là tam giác gì em? À đều. Cân lại có góc 60 là tam giác đều rồi. Mà đã đều ấy thì suy ra cái thằng AC cũng bằng luôn AB. Đúng không? Bằng A nhỏ luôn. Đều rồi mà. Được chưa nhỉ? Vậy thì suy ra cái SO của chúng ta là đường cao trong một tam giác đều không? Bởi vì nó nói cho các bạn là tam giác SAC đều. Thì SO là đường cao trong tam giác đều. Công thức các bạn có rồi. Đường cao trong tam giác đều công thức là bằng cạnh nhân căn 3 và chia mấy? Chia 2. Được chưa? Vậy thể tích đã ra. Chiều cao SO nhân gì đây? Đáy là gì? Đáy là hình thoi. Diện tích hình thoi ấy, các bạn nhớ là diện tích hình thoi nhá. Nó bằng cạnh bình phương nhân sin góc xen giữa. Được chưa? Cạnh bình phương nhân sin góc xen giữa. Cạnh của mình là A thôi. Nhân sin góc xen giữa là sin 60 độ. Góc này là 60 độ này. Thì bây giờ mình sẽ có sin 60 là căn 3 trên 2. Là 3 phần 4. Căn 3 trên 2. 3 phần 4 là 3 phần 12. A mũ 3. Tức là A mũ 3 trên 4. Đáp án B. Rồi, B nhá. Easy, ủa, dễ, dễ vô cùng luôn. Vô cùng luôn, các bạn thấy dễ vô cùng luôn không? Các bạn thấy dễ vô cùng luôn, các bạn comment chữ vô cùng luôn cho thầy. Vô cùng luôn. Rồi. Bạn nào mà đăng ký cái khóa học Live Pro của thầy mà mua sách ấy, có mỗi một quyển ấy, có đúng 100.000. Giảm xuống mỗi quyển có 100.000 thôi, rẻ bèo. Nào. Khó quá. Úi rồi, thế thì trình độ non thế. Thế thì còn xanh chín lắm, còn xanh lắm. 23 nào. 23 các bạn, thầy cho các bạn hai lựa chọn, một là giải nhanh. Hai là các bạn giải chậm. Giải chậm. Các bạn muốn giải nhanh hay giải chậm? Tức là cái phương pháp không phải tốc độ nhá. Đây là phương pháp nhanh hay chậm. Phương pháp giải nhanh các bạn comment số 1, giải chậm comment số 2 cho thầy thật nhanh. Rồi, nhanh hay chậm? Một lần cuối rồi, nhanh hay chậm? Nhanh đúng không? Rồi, nhanh hay chậm? Nguyễn Trung Đức. Block luôn. Nói linh tinh. Linh ta linh tinh. Giải nhanh đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ giải nhanh nhá. Muốn hàm số đồng biến, để hàm số đồng biến ấy thì các bạn nhớ nguyên tắc này, nó là chỉ cần cái thằng y phẩy của chúng ta nó như nào thôi, lớn hơn không thôi. Tương đương chúng ta sẽ có hàm FU đạo hàm là bằng gì em? Là bằng U phẩy nhân F với U. U phẩy là hai chữ x đạo hàm là trừ 1 thôi. Nhân F phẩy của U là hai chữ x. Nó lớn hơn không thôi. Thì mất dấu trừ đi thì tờ đảo dấu là hai chữ x sẽ bị nhỏ hơn không cho em. Rồi. Thì f phẩy mà nhỏ hơn không khi nào em nhỉ? F phẩy nhỏ hơn không nhá. Em nhìn đây là đồ thị của hàm f phẩy x. Thì f phẩy x nhỏ hơn không nó là cái miền nằm ở bên dưới trục ox ấy. Đó, bên dưới ox ấy. Thì em có hai lựa chọn. Một ấy là ở trong này này. Đây là f phẩy tại đâu? Thì nhỏ hơn không? À tại thằng nhỏ hơn trừ 1. À thì cái thằng ở trong này này nó phải nhỏ hơn trừ 1 em nhá. Và nhỏ hơn nữa chỗ này là từ 1 đến 4 đúng không? Cái đoạn x ấy, nó phải đi từ 1 đến 4 thì f phẩy nó mới âm được. Thì cái f phẩy tại đâu? Nhỏ. À nhỏ hơn không? Đi từ 1 đến 4 thôi. Nhanh không? Rồi vậy x các bạn chỗ này sẽ lớn hơn số 3 hoặc x các bạn sẽ lớn hơn bao nhiêu? À, chuyển về này, trừ 2. Chỗ này là 1 thôi. Đúng không? Trừ 2 đến 1. Hết rồi.
Vậy đáp án cần chọn là gì đây? Lớn hơn 3, B sai rồi. Trừ 2 đến 1 đây rồi. Đáp án C nhỉ. C nhá. Đấy các nhanh có một dòng rồi các bạn thấy không? Đúng một dòng. Một dòng thôi. Một dòng là xong. C nhá. C nhá. Ok. Rồi, xong. Rồi, C. Câu 24 nào. 24. Cho hàm số A x mũ 4 cộng B x bình cộng C có đồ thị nhìn vẽ mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng. Câu này thì tôi làm nhanh nhá. Bên phải phải cùng cùng dấu với A, A dương rồi. A dương. Thứ hai là 3 điểm của chị không? Hàm trung phương của 3 điểm của chị các bạn nhớ nguyên tắc là A nhân B phải âm. Mà A dương rồi thì B các bạn phải âm không? Đúng không? Thằng C còn lại ấy, nó là giao điểm với OX. Các bạn cứ cho X bằng 0 ấy. X bằng 0 thì Y còn lại mỗi thằng C thôi. Đây, chính nó này. X bằng 0, Y bằng C. C đang âm không? A dương, B âm, C âm. Đúng không? Vậy đáp án cần chọn là B. Hết. Dễ như ăn kẹo. B nha. Rồi, 25. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là gì đây? Là đơn thẳng nào? Thầy dạy nhắm mắt quanh này vẫn đúng đi á. Nhắm mắt á. Cần gì phải nhắm mắt. Em mở mắt quanh đề vẫn đúng mà. Nào. Lớp mình toàn thần đồng á. Không phải toàn thần đồng đâu. Tại em chưa giỏi chứ. Chứ còn bình thường mà, câu nó gọi là bình thường mà. Tiệm cận đứng này chúng ta cùng xem có nghiệm hay không nhá. Tiệm cận đứng là nghiệm ở dưới mẫu, nhớ chưa? Là các bạn cho x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0 thôi. Các bạn sẽ có nghiệm ở đây là x bằng trừ 1 đúng không? Hoặc x bằng trừ 2 chưa? Được chưa? Trừ 1 và trừ 2. Nhưng mà các bạn đừng có chọn vội. Các bạn xem có bị rút gọn vào thằng trên tử hay không? Cái thằng x mũ 3 này trừ 3x trừ 2 ấy. Đấy, em cho bằng 0 xem có nghiệm là gì nhá. Này, 1, 5, 4, 1 này, 0 này, trừ 3 này, trừ 2. Có nghiệm là 2 với trừ 1 đấy. 2 với trừ 1 đấy. Được chưa? Mình phân tích đa thức thành nhân tử này. Trên tử này mình x bằng 2 và x bằng trừ 1 đúng không? Và y này. Nhưng các bạn nhớ đây là hàm bậc 3. Nếu chỉ có hai thằng này thôi thì lúc này nó mới nhân với nhau ra bậc 2. Thì bây giờ chắc chắn thầy có nghiệm kép phải nằm ở đây rồi. Một bình là 1, 1 nhân với trừ 2 hệ số bên này mới là âm 2 như đề bài đúng không? Ở dưới mẫu thầy phân tích nhân tử, nghiệm bậc 2 là x cộng 1 nhân cả x cộng 2, hai nghiệm âm. Lúc này chúng ta rút gọn nhá, rút gọn. Thằng này rút gọn thằng này, ok chưa? Rồi, vậy thì ở dưới mẫu còn một nghiệm thôi, nó là x bằng trừ 2 thôi em. Vậy đáp án cần chọn là đáp án gì em? À, đáp án E. Bài quá dễ. Quá dễ. À nhá các bạn mà chọn C là ăn cú lừa rồi. Thế này thì yêu nhau suốt ngày bị lừa thôi. Ai mà chọn ba đáp án này là suốt ngày yêu là bị hay bị lừa lắm. Yêu hay bị lừa lắm. Đề bài nó còn lừa tình như này cơ mà. Đấy, đề bài nó không tỉnh táo, yêu nó còn khó hơn nhiều. Trời ạ. Khi nào các bạn yêu tầm 10 lần ấy, yêu tầm 10 người ấy, các bạn sẽ giải được câu này. Thì nó mới giỏi được. Các bạn mà giải sai câu này là do các bạn yêu ít đấy. Yêu nhiều vào. Nào, 26 nhá. 26. Đây là đề năm 2017, mã đề 104. Rồi, người ta cho các bạn một cái hàm số như sau. Đúng không? Y bằng chứa x mũ 4 cộng 2x bình bằng M. Người ta hỏi có 4 nghiệm. À, thằng A thì đồ thị nó cho các bạn như hình vẽ rồi. Đây là Y và Fx như hình vẽ. Y bằng M cho sẵn luôn rồi. Cần có 4 nghiệm. Bài này nó mở đường thế nhở? Thì chỉ cần đi từ 0 đến 1 thôi này. Cho cái Y bằng M nó chạy sao nó cắt tại 4 điểm. Ủa, nó gợi ý sẵn cho mình luôn. Từ 0 đến 1, đáp án B luôn à. Dễ như ăn kẹo. Rồi. B nhá. Quá dễ. Dạy cách khoanh lụi mà đúng hết á. Vãi trưởng. Tao mà dạy khoanh lụi mà đúng hết thì thôi, chắc tao không phải ngồi đây. Tao ngồi tao đi đếm tiền mất rồi. Tao ngồi đi đánh đề ấy. Quá cái lụi mà lòi đúng hết.
Nào, câu 27. Cho đồ thị C hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 mx bình cộng 2m nhân cả m trừ 4 nhân x cộng 9m bình trừ m. Cắt trung hành tại 3 điểm phân biệt tạo thành một cấp số cộng. Cấp số cộng. Rồi. Ở đây bao nhiêu bạn muốn thầy dạy các bạn công thức giải nhanh nhỉ? Làm bài này bằng công thức giải nhanh. Giải nhanh. Các bạn công thức giải nhanh. Đố các bạn tìm được một cái icon hình con gấu trúc đấy. Gấu trúc. Đố các bạn tìm được icon hình con gấu trúc. Các bạn comment thầy. Comment được icon con gấu trúc ấy thì thầy dạy các bạn công thức giải nhanh. Dạy công thức giải nhanh. Dễ như thích thầy à? À thích thầy thì dễ mà. Mà thầy có thích lại không thì khó. Đố tìm được con icon con gấu trúc ấy. À, có Tuấn Kiệt tìm mới rồi này. Vãi tìm gì nhanh vãi. Rồi, bạn nào có ấy, sách 14 ngày đạt điểm tối đa hàm số nhá. Đang được giảm giá còn có 219.000 cực kỳ rẻ dây cốp nè. Toàn tất cả các kỹ thuật trong này hết rồi. Rồi. Các bạn nhìn nhá. Sao lại có được comment Lê Minh Học áp dụng 9B bình 100AC nhé, sai cụ rồi còn đâu. Đây là hàm bậc 3 mà ơi. Hàm bậc 3. Nào, hàm bậc 3. Đây là tương gia bậc 3 trong 195. Đấy, tương gia tận 195 đây này. Bởi thầy viết chi tiết lắm. Nào, 195. Đấy, chia từng dạng một cho các bạn luôn. Thế bây giờ nhá, thầy sẽ đây. Đã có điều kiện đây, một số công thức tính nhanh thường gặp liên quan đến cấp số. Nếu như mà hàm bậc 3 các trung hành tại 3 điểm phân biệt tạo thành một cấp số cộng thì các bạn chắc chắn có một nghiệm ấy là trừ b trên 3. Còn cấp số nhân chắc chắn có một nghiệm là căn bậc 3 của trừ d trên a. Thay x không m tìm được m. Thay lại m tìm xem có 3 nghiệm hay không là xong. Đấy, cũng giải nhanh. Trong này có nhiều bí kíp lắm, toàn bí thuật thôi. Trong này nhá, bạn nào có thì nhớ đọc hết đấy. Đừng có phí mua về mà không đọc là nó phí đấy. Mà sách còn đang rẻ rồi để tạo điều kiện rồi mà không biết đường đọc thì chết. Nào, có nghiệm là gì? X bằng trừ b trên gì em? 3a, nhớ chưa? Rồi, trừ b là gì đây? Là trừ đi trừ 3m trên 3a. A là bằng số mấy? Số 1 đúng không? Kết quả 3 với 3 rút gọn là còn m thôi. Các bạn thay cái nghiệm này vào trong phương trình. Bước 1 nhá. Thay nghiệm và phương trình. Các bạn sẽ có m mũ 3 trừ đi 3m nhân với cả x bình là m bình. Được chưa? M này, đúng không? X là m cộng 2m nhân m trừ 4 nhân m nữa cộng 9m bình trừ m đúng không? Cắt trục hoành là bằng 0. Tương đương, cho nhân tung ra thôi. Chỗ này mình có trừ 3m mũ 3 trừ cộng m mũ 3 là trừ 2m mũ 3 cộng 2m bình cộng 9m bình là cộng 11m bình. Được chưa? À, không phải rồi. Chỗ này m mũ 3. M mũ 3 rồi. Chỗ này có m mũ 3 này, 2m mũ 3 này, rút gọn hết sạch luôn này. Đúng không? Rồi, rút gọn hết luôn. Rồi m bình lại cái nhỉ. Nào, m bình chỗ này mình có chỗ này là 2m nhân với cả trừ 4 là trừ 8m, nhân m nữa là trừ 8m bình. Nhầm thôi. Rồi, cộng 9m bình. Trừ m bằng 0. Rồi hai thằng này rút gọn với nhau, tương đương thầy có còn m bình trừ m bằng 0 thôi. Tức là m ở đây nó bằng 0 hoặc là m bằng bằng 1 mà không có đáp án nào m bằng 0 đúng không? Chỉ có m bằng 1 thôi đáp án A. Không cần phải thử lại. Có bạn nào muốn thử lại ấy, các bạn thay bước 2 này thử lại theo đúng phương pháp thầy dạy trong sách là thay m bằng 1 và phương trình hoành độ giao điểm, bấm xem có 3 nghiệm hay không. Chắc chắn luôn. Nào bấm nhá. 1 9 2 3. 1 này trừ 3 bằng 1 đúng không? 2 này nhân với cả 1 trừ 4. 9 trừ đi 1. Đó, trừ 2, 4 và 1. Trừ 2, 4 và 1, nhớ chưa? Và 4 các bạn thấy không? Ba nghiệm này cách nhau đúng mấy đơn vị? Ba đơn vị không? Đó,
Thế là cấp số cộng rồi. Đáp án A. Hết bài. Có hay không các em? Hay thì vỗ tay. Nào, hay thì vỗ tay. Hay thì comment là hay cho thầy xem nào. Hay thì comment là hay cho thầy xem nào. Giải phương pháp thường là mình dùng cái gì? VS ấy. Phương pháp thường ấy là cái thằng ở giữa ấy, x2 nó bằng x1 cộng x3 trên mấy? Trên 2. VS nhưng mà lâu lắm. Mình phải dùng cái này chứ, mình là đỉnh cao mà. Cái này là dùng cùi rồi. Nhá. Bây giờ mình sang câu 28 nào. Nào, thằng anh Hoàng sao lại comment thầy đặt béo thế kia? Cho mày nói lại lần nữa, thầy có béo không? Có dội bây giờ. Hay mà em buồn ngủ á? Ngủ với thằng nào? Chỉ có em buồn ngủ với thằng nào thôi. Chứ còn thầy dạy học thì em không thể buồn ngủ được. Thế là sự xúc phạm. Đỉnh của chóp. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đặt cực trị tại x bằng 1 đúng không? Thì nguyên tắc các bạn muốn cực trị tại x bằng 1 ấy, các bạn nhớ thằng y phẩy tại 1 nó bằng 0 và y 2 phẩy tại 1 phải cực đại nó phải nhỏ hơn 0. Nhớ chưa? Thì bây giờ mình y phẩy và y 2 phẩy cho thầy nhá. Chỗ này là x bình này trừ 2mx đúng không? Mình đạo hàm trong nháy mắt. Rồi, một nháy mắt đã xong. Nháy mắt tiếp theo đạo hàm phát nữa. Xong. Đấy. Nào, thay x bằng 1 vào đây một cái nó phải bằng 0. 1 này, trừ 2m này, cộng m bình này, trừ m cộng 1 bằng 0. Thay 1 vào y2 phẩy ở thầy, 2 trừ 2m nó phải nhỏ hơn 0 chưa? Rất dễ. Thì m bình chỗ này là trừ 3m cộng 2 bằng 0. Và m các bạn sẽ lớn hơn 1. Chỗ này các bạn sẽ có hai nghiệm là m bằng 1 hoặc là m bằng 2. 1 hoặc 2 thì chỉ có mỗi thằng 2 là lớn hơn 1 được thôi. Vậy đáp án cần chọn là A. Hết bài. Được chưa? Rồi, cực đại tại x bằng 1 xong. Người ta gọi là thầy Đạt có da có thịt, chả ai gọi là thầy Đạt mũm mĩm cả. Mày nghe nói thế người ta bảo là tao béo. Thầy Đạt không phải. Tao được comment thầy Đạt thừa glucose này. Thầy Đạt có da có thịt hoặc là thầy Đạt phúc hậu. Nói thế còn được. Nha. Rồi. Tiếp tục. Câu tiếp theo nhá. Câu 29. Úi rồi, câu này chắc đọc xong cái đề bài khá thú vị này. Một đường dây điện nối từ nhà máy điện trên đất liền ở vị trí A đến vị trí C. Đất liền A đây, đất liền. Đất liền thì nó phải có cây nhá. Các bạn phải vẽ cây vào. Các thấy cây không? Đấy, cây cây dừa, có quả dừa. Rồi, đất liền. Đến vị trí C, hòn đảo Iceland. Hòn đảo cũng có cây. Rồi. Hòn đảo có cây. Thì bây giờ nó bảo là khoảng cách từ ngắn nhất từ C đến B. Từ C đến đất liền là BC. À, đất liền đây. À, ở giữa đây là biển các em ạ. Đây là biển cả nhá. Thì các bạn phải vẽ cá mập vào nữa. Đấy, nó phải có cá mập. Nó có cá mập ở đây. Đấy, nó phải có cá mập các em ạ. Thì nó mới giống biển được. Được chưa? Rồi. Tiếp tục này. Chúng ta sẽ có đoạn này là 1 km rồi. Nói thực tế, phải từ A đến B là 4 km. Cái đoạn này là 4 km. Rồi. Người ta chọn vị trí điểm S nằm ở trên AB. Được chưa? Rồi người ta sẽ mắc dây điện từ A ra S. À, từ A ra S, dây điện từ A ra S. Xong rồi từ S lại sang đến C đúng không? S là một điểm di động các em ạ. Rồi. Chi phí mỗi km là 3.000 đô trên đất liền. Tức là điện trên đất liền nó sẽ rẻ, nó có 3.000 đô thôi. Nhưng mà chi phí trên nước ấy, đưa nước ấy từ SC này nó là 5.000 đô cơ. Lắp nó mất công hơn bởi vì nó có cá mập. À, họ điểm S cách A bao nhiêu để chi phí nó phải ít nhất? À, vậy thì chi phí ở đây nó phải làm như nào? Chi phí, các bạn nghe nhé, chi phí. Chi phí thì nó đơn giản là tiền thôi. Tiền nó sẽ bằng là gì? Là số km của AS nhân cả 3.000 đô. 3.000 đô. Cộng với cả cái đoạn CS này này là cái đoạn quãng đường dây CS nhân cả 5.000 đô đúng không? Đúng không? Nhân 5.000 đô.
Thì bây giờ AS bằng gì? Thầy không biết thì gọi là XC đi, đúng không? Là XC nhân 3000 này. Cộng CS của mình là gì? Đây là 4 rồi này. Thì thằng này là XC rồi, thì chỗ này BS nó là 4 chữ X, đúng không? Vậy Pythagore đoạn này ra là xong, tam giác này này. Thì CS của mình Pythagore là căn của một bình phương cộng với cả thằng 4 chữ X bình phương nhân 5000. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn cần tìm X sao cho cái thằng chi phí nhỏ nhất. Cách nhanh nhất là bấm máy tính, nhập vào thôi, x nhân 3000 cộng căn của 1 cộng 4 trừ x tất cả bình phương nhân 5000. Nhân 5000 ở ngoài. Thế là xong, ấn can. Thấy vào nhá, 5/2 này. Tiền mất 16513. Can 2 cái. Tiền mất 13071. 13/4. Can 13/4. Tiền mất là 22061, can 7/2, tiền mất 23962. Xong tiền nào ít nhất nhỉ? Đây, tiền nào ít nhất này, đàn B, hết bài. B ít nhất. À, thầy bấm máy nhầm à? À ừ, thầy bấm nhầm máy nhầm kem ạ. Bấm nhầm đấy, đây là 4 chữ X. Ừ, thì bấm lại vậy. Bấm lại mấy cái số này, thế mình bấm bị nhầm mất rồi. Bị cá mập nó cắn rồi. 5/2. Chỗ này là 16513. Ơ, sao nó vẫn thế à? Ê, can 2 cái. 17180. Can tiếp 13/4. 16000. Can 7/2. 16090. Đúng không? Nhỏ nhất là thằng này rồi. Đáp án C, ít tiền nhất. Bỏ thằng này thôi. Thằng này mới ít tiền nhất này, đúng không? Đấy. Thì ở ta, C ít tiền nhất, mình chọn C thôi. Vậy các bạn lập ra cái hàm số ở xong, thầy ghi lại hàm tiền một lần nữa cho nó to nhá. Tiền này, chi phí nó bằng cái đoạn AS, dây điện AS nhân với cả 3000 đô cộng với cả đoạn CS nhân 5000 đô thôi, đúng không? Gọi AS là X rồi. Còn CS các bạn Pythagore thôi, là chỗ này là 4 chữ X thôi này. Pythagore, chỗ này là 4 chữ X. 1 cộng gặp 4 chữ X tức là bình, đúng không? Nhân 5000 phát, tại thay đáp án vào là xong. Thay x của từng đáp án. Đáp án chọn được giá trị nhỏ nhất nhá. Rồi, tưởng gì? Bài dễ ợt. 30. 30. Ai chà, cái câu này này, xu hướng này. Xu hướng thầy nghĩ năm nay chắc là phải đến quá 80% các trường đều cho các bạn câu này vào đề thi đấy. Vào đề thi giữa kỳ 80% luôn. Cho các bạn hai option, một là các bạn chọn cách giải tay, hai là các bạn chọn cách bấm máy tính. Giải tay và bấm máy tính. Các bạn chọn cách nào? Giải tay ấn số 1 nhá, comment số 1, Casio comment số 2. Comment số 1 và số 2 thôi thầy. Chọn một cách thôi, thầy không làm cả hai đâu. Chọn một trong hai thôi. Chọn một trong hai thôi nhá. Cả hai đi em xin thầy. Cả hai đi em xin thầy, ghét thật. Comment ghét quá. Nhưng mà tại bạn ý là người chia sẻ về. Đấy, Thu Hiền đây này, người chia sẻ về. Thưa rồi, Thu Hiền đã xin thì thầy sẽ chiều Thu Hiền nhá. Đấy, ưu tiên của người chia sẻ. Các bạn phải cảm ơn bạn Thu Hiền đi. Các bạn comment cảm ơn Thu Hiền đi để thầy dạy các bạn hai cách luôn nhá. Thì cái hàm phân thức ấy, cách một nhá, cách một giải tay chưa nhá, là thầy giải tay cái hàm phân thức có luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến trên các khoảng xác định của nó thôi. Thì bây giờ mình sẽ thấy ngay tập xác định là d bằng r loại đi trừ m thôi, để hàm số này đồng biến được ấy. Các bạn làm khoảng lớn nhất, đừng quan tâm thằng này, đừng quan tâm kệ cha nó. Đồng biến trên các khoảng xác định, các khoảng xác định của nó. Thì từ đây suy ra cái thằng y phẩy các bạn chỉ cần nó lớn hơn 0 thôi. Tương đương a nhân d trừ b nhân c thật nhanh. 1 nhân m này trừ 5 nhân 1 này chia mẫu bình phương nhá. Nó chỉ cần lớn hơn 0 thôi. Thì chỉ có các từ lớn hơn 0 là xong. M lớn hơn 5, mẫu dương rồi mà.
Các bạn nhìn cái bảng biến thiên nhá, thì nó dễ hơn. Thực ra không cần bảng biến thiên thì cũng được, nhưng mà thầy đang giảng cho các em thì nói thêm. Thì x ở đây là x trừ m đây, không phải khác không chưa? Đúng không? Cái bài này trong sách của thầy có rồi nhá, trong sách 14 ngày ấy, hàm số bài toán liên quan nhá, có rồi nhá. Nó bạn nào đã có sách ấy, các bạn cứ mở cho thầy cái dạng này ra, không bảo là không có. Đây, đơn điệu trừ tham số. Bài 8 ấy này nhá, mở cái này ra trong 133 là nó có rồi. Thôi, bây giờ thầy nói nhanh. Cả giả tay một máy trong sách có hết rồi đấy. Thì hàm mày đồng biến đi lên hết rồi. Nhưng kem thấy âm vô cực không? Âm vô cực không? Mà ở đây đang cần là để hàm số này đồng biến trên cái miền từ âm vô cực đến trừ 8 thôi. Trừ 8 thôi. Thì các bạn thấy trừ 8 phải nằm ở đâu? Nào, trừ 8 phải nằm ở đâu? Đây nè, trừ 8 nằm ở đây đúng không? Thỏa mãn này, âm vô cực đến trừ 8 đồng biến chưa? Nhưng ngoài ra, thằng này là ngoặc tròn này, thằng này cũng là ngoặc tròn này, đúng không? Âm vô cực đến m cũng ngoặc tròn, vậy hai thằng này có thể trùng nhau được chứ, đúng không? Ngoặc tròn là giống nhau rồi, nên suy ra thằng trừ 8 thứ nhất nó phải nhỏ hơn thằng trừ m, nằm ở sau trừ m rồi. Thứ hai có thể bằng được luôn, vậy tương đương m sẽ nhỏ hơn hoặc bằng thằng 8, đổi vị trí đi, mất dấu là xong. Ở trên nhỉ, kết hợp với cả cái điều kiện ở trên này nữa, vậy từ 1 và 2 suy ra m các bạn sẽ lớn hơn 5 và nhỏ hơn bằng 8. Vậy đáp án cần chọn là B. Được chưa? Lớn 5 và nhỏ bằng trừ 8. Rồi. B nhá. Nào bây giờ thầy dạy cách số 2 này, Casio này. Cái nguyên tắc ấy, đồng biến là gì? Đồng biến là khi x tăng thì y nó cũng tăng lên thôi nhá. X tăng y tăng thì các bạn dùng mút 7 cho nhanh, dùng thầy bổ. Được chưa? Thầy bổ nhá, thầy bấm thân nhanh này. Rồi, ở đây là x cộng 5 trên x cộng m. Thầy sẽ thử 5 lên dương vô cực, thầy cho dương vô cực là bằng số 10 đi. Được chưa? Cho bằng số 10 đi. Trên khoảng từ âm vô cực đến trừ 8 thì start của mình ấy, âm vô cực là âm 10 đi, n là bằng trừ 8. Được chưa? Còn step các bạn cứ lấy vào số 1 thôi nha. Trừ 10, trừ 8. À, xin lỗi, là dùng công thức đi. N trừ start chia 20, công thức thầy đã dạy các em nhé. Là trừ 8 cộng 10 là 2, 2 chia 20 thôi. Ồ, em thấy nó tăng không? À, nó tăng này. Nó tăng này. Ồ, nhưng mà tăng nó lại giảm không em? Nó tăng không? Nó tăng đúng không? Âm từ 10 à? 10 đúng không? Chỗ này thầy nhìn đúng không nhỉ? Hay thầy hoa mắt nhỉ? Cảm giác nó cứ bị hoa mắt sao sao ấy. Ừ? Được chưa? Tự luận xong rồi nha. Bây giờ xem nào. À, 10 này. Rồi, âm vô cực đến trừ 8. Đúng không? Thay vào thôi. Nhưng mà từ cái máy tính. Máy tính có bị làm sao không nhỉ? B à? B thì đúng rồi, B thì cần phải thử. Các bạn thử B mà xem. Đây, cộng 8 nhá. Đây, thì thử cho các bạn nhìn nhá. Thì thử số 8 nhá. Cái M bằng 8 này thay vào đây thôi. Start sẽ là gì em? Trừ 10 đúng không? Đến trừ 8 đúng không? Đấy, vẫn thế, không phải 1 thôi. Các bạn kéo dưới, các bạn thấy nó tăng lên không? Các bạn kéo xuống mà xem, thấy tăng không? Tăng hết à? Đúng không? Tăng hết à? Đấy, x tăng y tăng thì nó đồng biến, thì các bạn chọn đáp án B. Thì các bạn nhìn cái đáp án nào ấy, kể cả nó tăng lên một tí thôi, nhưng cái y của nó vừa tăng nó vừa giảm ấy, thì đáp án này cũng sai nhá. Rồi, xong. Mệt quá. Nói chung là bấm máy tính cái bài này thì các bạn phải thử nếu mà nó rơi vào đáp án D ấy, thì nó rất là mệt đúng không? Phải tay nó nhanh, bạn làm dùng quen tay ấy, còn không cần lập bảng biến thiên cơ. Nhá. Tay rồi nè. Đấy. Rồi. Tay nhanh mà. Các bạn cứ sợ lịch tình. Bám muốn nha. Cho khối chóp SABC
gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. Mặt phẳng alpha đi qua AG và song song BC cắt SBC lần lượt là I và G. Tỷ số của khối tứ diện SAIG và SABC là gì? Nhiều bạn sợ hình đúng không? Thế để hình ở cuối nhá. Sợ hình thì để hình vào cuối. Cho những bạn đam mê thực sự. Chứ còn những cái đứa đam mê nửa vời thì quan tâm làm đếch gì? Nào, bây giờ 32. Sao thầy biết cách của em á? Tao đẻ ra bộ mày. Nào. Vậy đề nào sau đây đúng này? À, do đồng biến. Đồng biến x biến các bạn có một cách để các bạn thử. Một là table, nhìn x tăng y tăng đúng không? Hai, thầy dạy các bạn một cách nữa. Nếu như nó không có m ấy, các bạn có thể dùng công cụ là đạo hàm. Bởi vì nguyên tắc đồng biến chỉ cần y phẩy nó lớn hơn không là được, đúng không? Đạo hàm là căn của x bình trừ 6x cộng 5. Đạo hàm của thầy là tại x chi bằng x nha. Đạo hàm để tại x bằng x. Ấn K này. Thì đồng biến trên khoảng từ 5 đến dương vô cực. Các bạn thử dương vô cực thử cho thầy xem nó thỏa mãn hay không. Lấy số 10 đi. Thầy nói ra số dương không? Dương là chuẩn rồi. Nên chắc chắn là đáp án C ấy, với đáp án D là loại. Bởi vì nó không có chứa dương vô cực. Đúng không? Nó không chứa dương vô cực. Từ 3 đến 5 thì rõ ràng cái đáp án này rộng hơn. Thầy lấy số 4 đi. Bởi vì số 4 nó nằm ở trong đáp án này. Nhưng số 4 nó không nằm trong đáp án này. Đúng không? Vậy thì thay số 4 nhá. Ấn can 4. Thay 4 vào. Thay 4. Nó bị lỗi phép tính này. Can 4 này các bạn thấy không? Lỗi phép tính. Sai chưa? Vậy các bạn biết phải chọn gì rồi đấy. Nhá. Biết phải chọn gì rồi đấy. Rồi. Đáp án A rồi. Thế thôi. Cực kỳ nhanh. Thì cái cách này thầy cũng nói ở trong cái sách 14 ngày đạt điểm tối đa hàm số rồi nhá. Đây, mở lại cho các em. Thì nó nằm ở đây này. Cái sự biến thiên của hàm số không chứa m. Trong này nó nói rồi. Chẳng 29 nhá, kể cách bấm máy tính. Các bạn thấy không? Chính nó. Thấy không? Nhớ để đây là x. Cực kỳ cẩn thận cho các bạn can từng đáp án như thế nào. Để cho y phẩy nó dương nó âm. Bản chất thầy vẫn nói ở trên đúng không, ở dưới này này bằng máy tính từng cái màn hình hiển thị một nó như thế nào đấy, nên đọc thì đừng có bỏ lỡ trang nào cả, phí lắm. Câu 33 nào, 33 nào, mệnh đề nào dưới đây đúng? Câu này rất là dễ, hàm bậc 3 thôi. Hệ số a các bạn là bị âm rồi, a âm, thằng a dương này loại ngay. Thứ nhất là thằng d, các bạn nhìn a với d là hai thằng dễ nhất. Ở x bằng 0 thì y các bạn ấy nó chỉ còn d thôi. D các bạn đang nằm ở dưới x là nó âm rồi. Đúng không? D âm, tất cả d đều âm hết à. B chọn b với c thôi. Thì cách để nhìn b và c các bạn nhớ nguyên tắc của thầy như sau, đó là dựa vào điểm cử trị. Đây là điểm x2 đi. Thì gọi đây là điểm x1 đi. Các bạn có thấy hai điểm cử trị này này là hai điểm cử trị đều dương không em? Mà đã hai điểm dương ấy thì x1 mà cộng x2 ấy, nó luôn lớn hơn không? Và x1 nhân x2 ấy, thì nó cũng là số dương luôn. Khi cộng với nhau thì các bạn có nhớ là gì không? VF suy ra luôn nhá, là trừ B trên A lớn hơn không. X1 x2 là C trên A cũng lớn hơn không luôn. Mà A của em đang âm. A đang âm. Thấy không? A âm. Âm với âm chỗ này nó thành dương rồi. Nên B các bạn là số dương. Tiếp tục. A âm mà C trên A lại dương. Nên âm chia âm mới ra số dương được. Nên C các bạn phải âm. Được chưa nhỉ? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? B dương, C dương là sai rồi, C phải âm cơ. Rồi, sai rồi. Chứ tư. Kỳ diệu vậy. C dương này, lộ nào? A âm, C âm chứ. Xong thì có đáp án nhỉ? Nhầm đáp án à? Hình bị nhầm đáp án à? A âm này, A âm này, B dương này, C C của mình nó phải là âm chứ. C âm mà. Đúng không? C âm. Được chưa? C âm. Chỗ này nó bị ghi nhầm rồi. Chỗ này ghi nhầm rồi. Các bạn sửa lại thầy nhá. C âm nhá. Đề bài bị nhầm rồi. Không có đáp án nào. Sửa lại một đáp án đi. Bị nhầm rồi. B đi. Đúng không? Rồi, sửa lại đi. Nhầm rồi, chỗ này nó phải là dương cơ. Âm nhá, thầy có bị nhầm đấy. Gọi bị nhầm, bảo sao, bảo là có bạn thắc mắc là trong đề như bị lỗi một câu. Mình cứ cãi. Sửa đề. Nhá, B phải dương.
Được chưa? B dương, C âm, biết rồi. Tiếp tục là A âm và D âm. Được chưa? Như này mới đúng. Rồi đi. B sao âm được? Các bạn bị nhầm à? Đây nhá, thầy phân tích này. A âm không em? A âm không? A âm, đúng không? A âm, A âm rồi. Mà đây có dấu trừ không? Âm với âm thành gì rồi? Cho thành dương chưa? Đúng không? Vậy thì thằng B còn lại là B phải lớn hơn không chứ? Trời ơi, các bạn làm sao B âm được? B âm kiểu gì? Ngáo à? Các bạn ngáo hết rồi. Tích hai nghiệm làm sao mà âm được? Bên này là nó đang dương mà, đây cũng dương mà, hai thằng nhân với nhau dương mà, làm sao mà âm được? Các bạn này hâm quá. Xem lại đi nhá, hâm như này làm gì có nghi yêu được, hâm là không có nghi yêu đâu. Xem nó kỹ vào, xem kỹ vào nhá, xong hạn thắc mắc. B phải dương, ai B dương chắc chắn có nghi yêu rồi nhá. Rồi, thức đêm nhiều nó bị ngáo một tí thôi, không thông cảm, thỉnh thoảng thầy cũng bị thế mà. Rồi, nhiều bạn này hơi ngáo một tí, thỉnh thoảng thầy cũng bị thế. Thầy không trách các bạn, thỉnh thoảng thì mình bị lag một tí có sao đâu. Đúng không, không tỉnh táo. Cho hàm số này, tìm M để Y bằng X cộng M cắt thằng này tại hai điểm sao cho AB bằng 2 căn 2. Các bạn có muốn thầy dạy các bạn cái công thức giải nhanh không nhỉ? Hay có muốn nó làm giải chậm? Hay là giải chậm? Nếu mà muốn giải nhanh thì các bạn comment số 1 để lựa chọn. Giải chậm comment số 2. Ơ, sao hai thằng nhanh này? Chậm. Rồi, thích giải nhanh hay giải chậm? Công thức giải nhanh hay giải chậm? Cho chọn này, cho chọn này. Cho chọn mà không chọn à? Cho chọn mà không chọn à? Cách 2 á, em xin thầy á. Cách 1 là nhanh à? Rồi, ok. Thì các bạn thích cách nhanh đúng không? Để dạy các bạn cách nhanh như sau nhá. Các bạn nhìn cách nhanh này. Ở đây này, ở trong cái cuốn 14 ngày đạt điểm tối đa hàm số, các bạn mở lại theo thầy nhá. Ở trang 235 thì ở đây thầy có công thức tính nhanh thường gặp. Nhưng những bài nào mà hay gặp ấy, thầy đúc kết thành công thức giải nhanh rồi. Kể cả trong khóa Live Pro, link đăng ký trên caption ấy, thì các bạn thấy thế còn lại cái nào giải nhanh thầy sẽ áp dụng vào đây cho các bạn hết. Thì đoạn MN này, cái giao điểm MN là căn của K bình cộng 1 nhân delta trên A bình phương, công thức đỉnh ấy nhá. Thì công thức này nó đi từ đâu thì trong sách thầy cũng nói cái bản chất vấn đề tại sao nó có rồi. Thì cái K ở đây ấy, nó là hệ số góc của thằng đường thẳng, delta là sau khi các bạn quy đồng xong nó ra một phương trình bậc 2 đây, A đây, delta là B bình trừ 4AC. Là thầy áp dụng cho các em nhìn nhá. Ở đây chúng ta sẽ có xét phương trình hoành độ giao điểm là 3x trừ 5 chia cho x trừ 2 bằng cái x cộng m. Điều kiện chắc chắn là x khác 2 rồi. Các bạn quy đồng lên cho thầy là 3x trừ 5 nó bằng là x bình cộng mx, đúng không? X bình cộng mx trừ 2x và trừ 2m. Mình chuyển vế sang kem nhá. X bình thầy nhóm x làm nhân tử chung là m này. Chuyển 3 sang trừ 2 trừ 3 là trừ 5 rồi. Đúng không? Cộng 5 mà trừ đi 2m bằng 0. Thì ở đây chúng ta áp dụng công thức nhé. Cái độ dài AB ấy, nó bằng gì? Căn bậc 2 của K bình cộng 1 nhân với cả delta trên A bình phương. Được chưa? Thì công thức này nó đi từ đâu? Nó đi từ cái việc là các bạn tìm hai tọa độ ra và Y của nó là thằng này. Rồi các bạn sẽ lấy căn của tọa độ sau trừ tọa độ trước bình phương. Thì ra đúng công thức này thôi. Không cao siêu gì lắm, đúng không? Nhưng mà nó nhanh, các bạn nên thuộc luôn cái kết quả cuối cùng nếu mà nó hay gặp. K của mình là 1 là hệ số đứng trước x đây này. 1 cộng 1 nhân delta B bình trừ 4AC. A là bằng 1, C là 5 trừ 2M. Chia cho A bình phương, A là 1 thôi. Được chưa? Và người ta đang cho các bạn ấy là cái AB là 2 căn 2. Đúng không? Vậy từ đây suy ra các bạn bình phương hai về đi, 2 căn 2 là bằng 8 thôi,
cho e là 2 này. Tất cả nhân mấy cả? M trừ 5, M bình, trừ đi 10M, cộng 25, trừ 20, cộng 8M. Rồi, mình sẽ ra được M thôi. 1 này, trừ 2 này, 25 trừ 20 này, 8 chia 24, chuyển 4 sang là trừ 4 nữa. Một nghiệm duy nhất là M bằng 1 thôi các em ạ, đúng không? M bằng 1. Hết rồi. Đó. Hết rồi, M bằng 1 xong. Không cần kiểm tra lại. À, có kết quả khác thế này mình phải thử lại. M bằng 1 thay thử vào đây nhé, xem nó có thỏa mãn ra hai nghiệm hay không nhé. Các bạn phải thỏa mãn xem có hai nghiệm hay không này. Thử lại nhé. 1, 9, 2, 2. Thay vào phương trình bậc 2 đây này. 1. 1 trừ đi 5 là trừ 4. 5 trừ 2. 1 nghiệm, 2 nghiệm. À, chuẩn luôn rồi. Vậy đáp án cần chọn là B thôi. Ok chưa? 2 nghiệm đấy. Hai nghiệm đấy. Được chưa? Hai nghiệm nhá. À có hai nghiệm các em ạ. Một nghiệm bằng 3 nữa. À có M bằng 3 nữa đây này. À có M bằng 3 nữa. À M bằng 3 nữa à. M bằng 1 thỏa mãn rồi thì các bạn chọn M bằng 1 thôi, đúng không? M bằng 3 các bạn thay vào xem nó có đủ hai nghiệm hay không nhá. Đây, thay M bằng 3 vào. Đấy lúc nãy không để ý có 3 nghiệm là có 1 và 3 nữa. Nào. À đâu? Giải M mà. Hai nghiệm còn gì? Trời ơi, lộn. Đúng rồi, bằng 1 đúng rồi. Lúc nãy tưởng cái này là ra được 2M. Lúc nãy mình vừa thử lại M bằng 1 thay vào phương trình này nó có hai nghiệm là 1 và 3. Đúng không? Đấy. Thì nó chuẩn rồi. Thế thôi. Đáp án B nhá. Hay không? Hay không? Tất cả mọi thứ ở trong sách rồi, nên các bạn mà muốn đạt điểm tối đa hàm số thì nó nằm ở trong này hết rồi này. Kể cả đây này, cho các bạn làm cái câu nó vui vui một tí. Đâu nhỉ? Các bạn có muốn tí nữa thưởng thức mấy cái câu kiểu này không? Mấy câu đỉnh cao kiểu này không? Thế dạy các bạn cái phương pháp làm nhanh nhanh kinh khủng luôn. Thôi rồi, nhanh tốc độ nhá, chừng 11 rưỡi bố rồi. Nào, Nguyễn Thị Thảo sao mày cứ bảo tao béo thế? Đề chung ra 2017 mã đề 104. Cho bát diện đều cạnh là A. Bát diện đều là gì? Bát là gì? Bát không phải là cái bát đâu. Bát diện là có bát là 8, diện là mặt đúng không? Bát diện là 8 mặt đều. Thì bây giờ ấy, các bạn nhìn cái bàn 8 mặt đều thực chất ấy, nó như cái chóp đều thôi. Chóp tứ diện đều, nhưng mà nó sẽ là có hai thằng. Đó, tướng phu thê và nó chồng mông vào nhau. Chồng mông vào nhau. Các bạn thấy không? Đấy. Rồi, và bát diện đều người ta có bảo là gì đấy, gọi S là tổng diện tích của các mặt. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Đây là S không phải là Y. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Cạnh là A hết đúng không? Thì các bạn phải hiểu bát diện đều, tất cả các mặt của nó đều tam giác đều, thì diện tích của nó sẽ là bằng 8 lần diện tích của tam giác đều. Mà công thức giải nhanh diện tích của tam giác đều là cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4, với kết quả là 2 căn 3 thôi. Xong, đáp án cần chọn là C nhá. Một câu easy game. 45 à 35 là C. Rồi. Tiếp tục nào. Câu 36. 36 ồ nhìn có vẻ easy lắm. Số nghiệm của phương trình này là gì? Nhìn thoáng qua tưởng là khó, nhưng mà đến lúc bắt tay vào làm rồi thì các bạn thấy nó cũng bình thường. Như là việc thấy đẹp trai thôi. 1 cộng fx quy đồng lên. Thì các bạn quy đồng lên xong ấy, chuyển về chỗ này nó sẽ là 3fx. Đúng không? Trừ fx cộng 2fx là 3fx. 1 trừ đi 2 là bằng trừ 1 rồi. Tương đương, fx của em ấy, nó sẽ là âm 1 phần 3. Âm 1 phần 3 của mình, đây là âm 1 này. Âm 1 phần 3 nằm ở đây. 1, 2, 3, 4 nghiệm đúng không em? Đáp án D. Đấy, nó bình thường không? Bình thường như một sự thật là thầy đẹp trai vậy. Các bạn chọn được đáp án D. Không khó nhá. Rồi. D, sao lại C? Phạm Vân Anh. Trời ơi, Vân Anh xem lại đi. Câu tiếp theo, câu 37.
Đề minh họa 2017 của Bộ Giáo dục cho tứ giác SABCD, đấy là hình vuông. SA thì nó vuông góc với đáy. Ồ, câu này thầy đọc qua đề thấy nó dễ lắm. Ừ, thể tích khối chóp là gì dễ à? Câu này thì thầy nghĩ ai cũng làm được thôi. Chiều cao SA là 2 căn 2 nhân diện tích đáy, đáy là hình vuông, cạnh là A bình phương thôi. Đúng không? Căn 2 trên 3. Đáp án D. Dễ vô cùng luôn. Rồi. 38 nào. Có 3 giá trị nguyên của M để hàm số này đồng biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cực. Đúng không? Đồng biến trong khoảng từ 1 đến dương. Đây cũng là một câu khá là vận dụng. Không mức quá cao nhưng mà nó cũng đủ làm khó của nhiều bạn rồi. Làm khó nhiều bạn. Đấy. Nào, bây giờ thầy sẽ dạy các bạn cách magic cái bài này nhé. Magic làm bài này cho nó ngắn gọn. Được chưa? Đồng biến. Cái nguyên tắc của đồng biến là cái gì? Nguyên tắc của đồng biến là gì? Nghe này, magic không các bạn, cực kỳ mệt mỏi trong câu này luôn. Magic. Hàm số đồng biến đúng không? Ta nói thầy viên nắn nót. Nói thật với các bạn là ngày xưa tí thầy đi thi viết chữ đẹp ấy, nhưng chẳng qua là viết xấu quá nên người ta không cho vào nữa. Để hàm số này đồng biến. Đồng biến đúng không? Trên khoảng từ 1 đến dương vô cực. Thì từ đây suy ra ấy, cái thằng y phẩy của các bạn ấy nó sẽ phải luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc trong khoảng từ 1 đến dương vô cực. Được chưa? Thì y phẩy của chúng ta là cái gì? Thì đạo hàm một cái là 4. X mũ 4 đạo hàm là 4 nhân m bình nhân x mũ 3 trừ đi 2 x bình đạo hàm là bằng 2 nhân 2 nhân 4m trừ 1 nhân x thôi, lớn hơn bằng 0. Được chưa? Lớn hơn bằng 0. Thì đây là các bạn phải rút gọn x rồi. Tại sao thầy có thể nghĩ chuyện là đi rút gọn x? Nhiều bạn là không nghĩ chuyện rút gọn x đâu. Khi các bạn không rút gọn x ý, thì tự nhiên các bạn thấy bài này ui khó vậy, cô lập m rất khó, vì m mà cô lập m khó. Nhưng bạn nào mà tinh tế các bạn thấy người ta đang xét trong khoảng từ 1 đến dương vô cực thôi. Magic ở đây là gì? Mình sẽ cô lập m bằng cách rút gọn luôn cả hai về với x, vì x của các bạn đã lớn hơn 1 rồi nên x dương nên rút gọn luôn, rút gọn luôn hai về với x, nhớ chưa? Tương đương là 4m bình nhân x bình thôi trừ đi 4 nhân cả 4m trừ 1. Thế là mất x rồi. Thế rút gọn 4 luôn đi cho nó gọn, lớn hơn là bằng 0. Ok. Ok chưa? Rồi, thế bây giờ thầy muốn đi cô lập m đúng không? Để vứt đi x mà. Thì các bạn sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường 1 là muốn cô lập được ấy, thầy chuyển về là m bình nhân x bình nó đang lớn hơn là bằng 4m trừ 1. Thì các bạn muốn cô lập x một vế thôi ấy, các bạn phải chia hai vế cho m bình. Thì mình chia hai trường hợp ra. Trường 1 ấy là m bằng 0 đi. Đúng không? Muốn chia phải cho nó khác không mà, phải cho bằng 0 đã. Vậy bất phương trình tương đương. Ông vế trái là bằng 0, ông vế phải là bằng -1. Không lớn hơn -1 điều này thì luôn đúng rồi. Nên m bằng -1, m bằng 0 là thỏa mãn. Được chưa nhỉ? Nó thỏa mãn. Nó nhận được. Nhá. Trường hợp số 2 là như nào em? M khác 0, em chia thoải mái thôi. M bình, nó xuống dương rồi nên chia không bị đảo dấu bất phương trình. Ở chưa? Thì bây giờ các bạn nhìn cái hàm bên trái này là hàm toàn M thôi. Toàn M thôi, hàm M. Cái thằng này thì tạm thời gọi là hàm X đi, GX đi. Thì khi mà hàm X ấy đã lớn hơn bằng M ấy, thì ở đây mọi giá trị của GX nó đều lớn hơn giá trị của M đúng không? Kể cả gì? Bài toán Sơn Tùng xuất hiện. Như này, thầy nhắc lại nhé, thầy đã đẹp trai hơn Sơn Tùng rồi thì cái xấu nhất của thầy cũng sẽ đẹp hơn Sơn Tùng. Thì lúc này cái min của GX thôi là lấy thằng nhỏ nhất thôi của thầy đây này, trên đoạn từ 1 đến dương vô cực đổi ngoặc tròn thành ngoặc vuông đoạn này nhá, lớn hơn hoặc bằng 4m trừ 1 trên m bình. Nào, min các bạn muốn làm nhanh bấm máy tính là xong. 1 8 nhập x bình thôi. Mình khảo sát trên cái miền là từ 1 đến dương vô cực em nhé. 1 đến 10 thôi. Step là 10 trừ 1 trên 20. Rồi xem cái min bằng bao nhiêu. 1 này. Nó tăng hoài à.
vậy nhỏ nhất của mình là bằng số mấy? Là số 1 đúng không? Vậy tương đương 1 sẽ lớn hơn bằng 4m trừ 1 trên m bình. Quy đồng lên một cái, m bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 4m trừ 1 thôi, bỏ mẫu được bởi vì mẫu dương rồi. Cộng 1 lớn hơn bằng 0. Được chưa? Sẽ dấu đoạn này thôi. Bấm máy tính nhá, 1 trừ 4 và 1 này, 2 cộng căn 3 và 2 trừ căn 3. Trong trái ngoài cùng là m sẽ nhỏ hơn bằng 2 trừ căn 3. Hoặc m sẽ lớn hơn bằng 2 cộng căn 3. Được chưa? Thôi. Đấy. Được chưa? Mà 2 cộng căn 3 2 trừ căn 3 xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Thằng này xấp xỉ 3,7. Thằng này xấp xỉ bao nhiêu? 0,26. Ok. Ok. Nhưng mà m của chúng ta đi từ trừ 10 đến 10 thôi em nhá. Ok, vậy thì m các bạn kết luận này. M các bạn gồm giá trị gì? Trừ 9 lấy được không? Lấy được chứ, đúng không? Trừ 8 lấy được này, trừ 7, trừ 6, trừ 6, trừ 5, trừ 4, đúng không? Trừ 3, trừ 2, trừ 1, đúng không? Lấy được cả 0 đây này, 0 luôn này, đúng không? Rồi, lớn hơn 3, từ 3 đến 9 luôn. Ôi, nhiều quá, đúng không? Nào, đầu tiên là từ 1 đến 9 là 9 này, đúng không? 0 nữa là 10 số này. 10 số mà chỗ này là có mấy số? 10 số này. Không lấy 3 được mà. Lớn 3 chứ. Chỗ này phải là 4. Sorry, 4. Chỗ này 9 trừ đi 4 là 5, 5 cộng 1 là 6, đúng không? 6 cộng mấy cả 10 là 16 số. Vậy đáp án cần chọn là D. Được chưa? Đấy. Nhớ nhá, cách đếm này. Liệu 1 là liệt kê, 2 là các bạn chỉ cần nhớ cho thầy thôi. Lấy cuối trừ đầu cộng 1 thôi. Cuối trừ đầu cộng 1, 0 trừ 9 là 9, 9 cộng 1 là 10. 9 đúng không? Trừ đi 4 là 5. 5 cộng 1 là 6, 6 cộng 10 là 16 đây này. Đúng không? Đáp án D. Magic không? Đấy, nó phải hay như thế chứ. Chứ còn đấy mấy bài mấy phân loại. Phân loại bắt đầu từ đây nhá. Chỉ có những ai mục tiêu điểm cao thì ở lại. Bây giờ còn mục tiêu điểm thấp thì em nên đi ngủ nhá. Học online có chứ. Học online có hết các dạng mà hay thi. Và thầy nói hết phương pháp cho các em mà. Chẳng chừa cái gì luôn. Online cái khóa Live Pro ấy. Đây này. Úi dồi ôi. Bây giờ còn không biết khóa đấy thì 5.000 bạn đăng ký rồi. Mà không vào đi. Các bạn thấy không, nhanh có 2 tuần khai giảng thôi. Có 5.000 bạn rồi. Đây. Thấy chưa? Khóa này này. Lớp toàn thầy làm luyện đề Pro này. 5.000 bạn rồi. Lúc các bạn nhận được phiếu các bạn vào thân nhóm này cũng thấy 5.000 mấy thôi. Chắc là hết tháng này lên 6-7.000 gì này. Rồi, nhá. Các bạn được tặng khóa anh không gian này, được vào app này, ngân hàng câu hỏi này, nội dung khóa học trên này, nhá. Các bạn cứ vào sách toán thầy đạt.com / Live Pro. Hoặc là cứ vào cái sách toán thầy đạt.com có cái phần cái nút ấy, cái nút sang khóa online. Đây, thầy vào cho các bạn mẫu một lần nhá. Đây này, có học online này, ấn vào phát xong. Úi, chưa đổi à? Cái tí thay đổi vậy. Hoặc các bạn vào đây. Chết, xin lỗi kem. Các bạn vào luyện thi tí đạt.vn. Luyện www.luyệnthitiendat.vn. Rồi, các bạn ấn vào phần học online nhá. Đấy, học online. Đấy, nó ra đây luôn. Rất thuận tiện nhá. Rồi. Học 1 tuần 4 buổi. Nếu mà học xong xong 2 khóa là 1 tuần 4 buổi đấy. Full này không 9 điểm, hơi phí. 9 trở lên. Quân ôn nào? Quân ôn đây. Xong ngủ sớm, hôm nay mệt quá. Sáng mai thầy phải đi học. Lại lái xe này. Mệt quá. 39, tìm M. Để có 3 điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích là 4 căn 2, đúng không? Cực tam giác cực trị, bài toán tam giác cực trị BC diện tích bằng 4 căn 2, kem mở cho thầy ra. 14 ngày là điểm tối đa hàm số nhá. Ai đang được giảm còn 219.000 giấy cộp à. Nào, cực trị em trung phương 171. Ngoài cách tự luận thầy đã nói thì trong này diện tích tam giác công thức của nó đây. Được chưa? 32A mũ 3 nhân S0 bình phương cộng B mũ 5 bằng 0. Được chưa? Đấy, các bạn áp dụng đúng công thức thôi. 32A mũ 3 nhân S0 thì ghi cho to.
là những công thức các bạn phải thuộc. Tương đương 32A của mình là bằng M này, S của mình là 4 căn 2 này, bình phương này, cộng B là bằng 4 này, đúng không? Mũ 5 thôi, bằng 0. Vậy đến đây các bạn ra M thôi, bằng nào trừ 4 mũ 5 này, trừ 4 mũ 5, đúng không? Chia cho 32, chia tiếp cho 4 căn 2, tức là bình phương. Rồi M mũ 3 bằng trừ 1, suy ra M các bạn sẽ bằng trừ 1 thôi. Thảo bản đi, đơn giản như đang dùng. Rồi, thế nhé. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và ấn vào quả chuông thông báo nhỏ nhỏ ấy để các bạn nhận được toàn bộ những cái bài giảng hay nhất và những kỹ thuật giải nhanh tuyệt vời nhất từ thầy.